Vào ngày 3 tháng 4 vừa qua, tại Cung triển lãm Kiến trúc Quy hoạch Xây dựng Quốc gia thành phố Hà Nội đã diễn ra triển lãm thiết bị và công nghệ quảng cáo Việt Nam Việt Art 2024. Đây là một sự kiện quan trọng cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực quảng cáo để tạo cơ hội giao thương, gặp gỡ trao đổi và chuyển giao công nghệ cũng như mở rộng thị trường. Sân Marklet rất vui mừng được tham gia sự kiện này và mang đến triển lãm một công nghệ hiển thị hoàn toàn mới và độc đáo, đó là công nghệ hiển thị trong suốt. Công nghệ này cho phép người quan sát nhìn xuyên qua màn hình hoặc sử dụng hệ thống quang học phía sau màn hình để tạo ra những hiệu ứng thị giác độc đáo và ấn tượng. Đặc biệt, chúng tôi muốn giới thiệu dòng sản phẩm HA, một dòng sản phẩm hoàn toàn mới được các kỹ sư của Sun Mark LED chế tạo độc quyền. Đây là những sản phẩm có độ trong suốt cao và mang tính thẩm mỹ ấn tượng, hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm tuyệt vời cho quý khách hàng. Hãy theo dõi và liên hệ với Sun Mark LED để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm này. Chúng tôi rất mong muốn được chia sẻ với quý vị về những ứng dụng và lợi ích của công nghệ hiển thị trong suốt này. Sun Mark, giải pháp hiển thị đẳng cấp và khác biệt.